trong được ôm bông được mấy ngày Tết đó. Mấy ngày thường không được ôm á chị. 270 cặp ha anh trai. Hai trăm cặp hả chị? Cái này cái gốc này đẹp quá rồi. Quá kìa. Cái gốc này là bao nhiêu cô ơi? Quá đẹp rồi cô ơi. Ba triệu rưỡi ha, cái gốc uống éo nè. Dạ, quá trời đẹp luôn, 5 triệu rưỡi. Anh ơi, làng qua Chợ Lách đó. Ở Chợ Lách là có nhiều kiển độc lắm, độc lạ lắm. Đây là cặp này là cặp nai nè. Bao nhiêu anh thấy nè, đặc biệt luôn nè. 8 triệu. Đào Hà Nội luôn, nguyên vàng luôn, một chậu là bao nhiêu anh trai? 1,2 triệu một chậu. Ngoài là mình anh đào. Không bằng là không bằng người mua hay là không bằng cái lượng cây trồng ra. Năm nay bà con mình trồng vạn thọ nhiều không chị? Dạ. Sợ dịch bùng ha. Cũng không. Nãy giờ là cây này gọi là độc lạ nhất luôn rồi. Từ đầu clip tới cuối clip rồi nè. Cái này là mình có bán không anh trai? Không bán hả? Để chơi hả? Nếu mình bán là có giá nhiều. Không bán luôn hả? Không bán luôn. À có người hỏi mua 1 triệu không bán. Mua 100 triệu bán không? Không bán luôn hả? Thôi 200 triệu đi. Bán không? Bước chân miền Tây xin chào bà con cô bác nha. Hiện tại Bước chân miền Tây đang ở thành phố Cần Thơ, đang đứng trên cầu Nguyễn Trãi. Thì trong clip lần này Bước chân miền Tây sẽ quay chợ hoa Tết của thành phố Cần Thơ ở khu vực hồ Nguyễn Trãi nha. Kéo vào đó về đó nha. Nhớ like, đăng ký kênh và bình luận cho Bước chân miền Tây nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào đoạn đường Hoàng Văn Thụ để chiêm ngưỡng chợ hoa Tết của thành phố Cần Thơ năm 2022. Đi thôi. Giờ này bà con người ta bắt đầu đi lựa hoa nè bà con. Vạn thọ bữa nay nhiêu cặp rồi cô? Nào. Này nè. 250 một cặp nha. À, mình lên được bao nhiêu ngày ha cô? Hả? Mình lên được bao nhiêu ngày rồi? Trời hoa luôn. À, cái này 370. 270 một cặp hả anh trai? Hai trăm cặp hả chị? Con này 180 cặp. Quá rẻ ha, quá đẹp. Ôi lên. Trông được ôm bông được mấy ngày Tết. Mấy ngày thường không được ôm á chị. Có đâu không? Thì đi kiếm mấy cô bán bông mua về ôm. Ờ, bên đây những cái chậu này nhỏ nhỏ nè. Này nhiêu cặp em gái?
60.000 cọc hả? Ôi sao gọn nhẹ vậy? Dễ chơi ha. Cũng mấy chậu vạn thọ nhỏ xíu à. Vậy là một chậu là 30.000. Ồ, hoa nhìn ở dưới cặp mé của cây cầu nhìn rất là đẹp luôn mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ đi tiếp dài dài xuống ở dưới kia nữa. Lên bình được mấy ngày rồi chị? Lên 15 tới giờ hả? Bữa nay 21 Tết rồi. Thôi 22 Tết rồi. Dạ 22 Tết rồi. Thấy tình hình năm nay sao chị? Chậm nữa. Ai cũng than hết á ha. Do Covid ha. Rồi chào chị. Hôm nay là ngày 24 tháng 1 năm 2022. Giờ này là gần 5 giờ chiều. Cũng là ngày 22 Tết tháng Chạp năm 2021 nha bà con. Đây có chú Linh Dưa nè. Dưa đặc sản nè, mặt trời đỏ. Nóng dưa này ở đâu chú ha? Con thấy ở đâu cũng có mặt trời đỏ chú. Dùng mình đây ha. Cần Thơ hả chú? Giống mặt trời đỏ mà. Năm ngoái chú có bán ở đây không? Chú bán mười mấy năm ở khu vực này ha. Dạ. Thấy coi chú thấy tình hình năm nay của mình sao rồi hả chú? Năm nay dưa nó đẹp, nó hốt lắm rồi. Tại vì dân dân không có trồng nhiều, sợ cái là tiêu thụ không được á. Vì là nguồn dưa hấu năm nay ít hả chú? Giảm 50% lượng dưa hấu trồng ra. Do dịch bệnh không ai dám trồng nhiều, sợ dịch lóc ao. Sợ lóc ao hay chú? Không, sợ lóc ao là đóng cửa không có hoạt động á. Rồi con cảm ơn chú nha. Chú mất bán rồi. Anh có thấy cái cảnh ở đây rất là giống với bờ kè cầu Hoàng Diệu của thành phố Long Xuyên, An Giang không? Có nét tương đồng. Nhưng mà cái lượng nước ở đây thấy thấp hơn. Ở cái khoảng cách hai bên bờ kè thì cũng không có rộng nữa. Đúng rồi. Không có xa nữa. Còn được không vậy? Không được cũng phải được hả? Còn cầu cao nè, tiếp không? Cột tiếp không em cao lắm nè. Trời ơi kìa. Đó, đó. Kìa thấy kìa. Rồi qua được rồi, em về khỏi nhà. Bây giờ thì Phú Trân miền Tây sẽ cập nhật một số hoa ở khu vực thành phố Long Xuyên, thành phố Cần Thơ nha bà con. Lộn Long Xuyên hoài à. Gian hàng này của cô hả cô? Dạ, hoa đẹp quá, cho con quay chút xíu nha. Dạ. Một chậu nhỏ nhỏ này là mình bán ra có giá bao nhiêu hả cô? 50.000 một chậu hướng dương hả cô? Quá đẹp. 50.000 một chậu hướng dương. Bên đây là su hào. Dạ. Su hào với một chậu là bao nhiêu hả cô? 50.000 một chậu. Dạ. Bên kia là bắp cải hả? Su hào đó mình về mình trưng có ý nghĩa gì không hả cô? Ý nghĩa Tết á, có ý nghĩa gì không? Dạ, tay bán được là chồng hả? Dạ. Cô nói chuyện dễ thương. Thấy bán được hàng thì bà bán thôi chứ không biết ý nghĩa là gì. Bắp cải thì Tết có ý nghĩa lắm. Ý nghĩa gì anh biết không? Ý nghĩa bồi bổ á. Bồi bổ hả? Ừ. Thôi đó tôi cũng biết à. Rồi cảm ơn cô nha cô. Dạ chào cô. Chúc cô mua mai bán đắt nha. Bắt đầu từ 23 trở lên, đường táo trở lên thì cái nhịp mua bán của bà con sẽ nhộn nhịp lên. Hôm nay là mới có 22 thôi, ngày mai là 23. Rồi ở đó có mấy chú lớn tuổi ngồi đánh cờ tướng cặp mé bờ kè kìa, nhìn rất là thanh bình luôn. Hy vọng cuộc sống luôn luôn thanh bình và không hề có sự xuất hiện của con Covid hay bà con. Đối diện với bờ kè thì
Đây là những hình ảnh của những nhà người dân thôi, không có bán hai bên, giống như ở Long Xuyên thì bán cả hai bên đó. Nhưng mà khu vực bờ kè ở đây rất là dài nha, cho đến cây cầu xô bít Nghệ Tĩnh, rồi dòng tới bên kia là có một cái cầu gì, cái cầu là Nhĩ Kiều gì nữa đó, đúng không? Cây cầu xô bít Nghệ Tĩnh bao anh gốc không nhớ nữa, như là vậy đó. Cúc Hồng Sơn cúc nè, hôm nay lên hoa cúc rất là nhiều, cái màu gà, hoa dừa, dường như là các loại hoa Tết đã có mặt đầy đủ. Ôi, cô ngồi điều hiu, điều hiu quá vậy. Cúc. Giờ này 5 giờ chiều nên mát mát một tí nữa người ta mới đi chợ không bà con. Ngồi đây có mai nè. Nguồn gốc mai sần sùi cái ta. Sần sùi luôn. Mai này kêu là mai gì anh trai? Mai sù. Mai sù. Dạ. Cây này mình bán ra giá bao nhiêu ha anh trai? 70 triệu. Ồ, gốc mai sù 70 triệu. Dạ. Ờ, cái gốc nó còn lạ đập xù xì ha. Xù xì nè. Dạ. Đẹp. Đẹp quá, đẹp luôn. Chắc nhờ vậy mà giá cao hơn mai vàng. Đẹp. Gấp hơn nhiều lần nữa. Còn còn cái mai lớn nữa nè. Mai gốc quá lớn luôn nè. Còn này là mai vàng, mai vàng. Dạ. Dạ, có mai vàng miền Tây. Cây này giá nhiêu? 180 triệu. Wow. Đây, mình quay cho bà con xem cây mai mà. Em đi quay chợ Long Xuyên chơi 500 tỷ không à? 180 triệu. Dạ, ở Long Xuyên 500 một tỷ không à? Đây, nó có giá bán rồi, đâu có giá rồi, giá không đâu. Dạ, dạ, dạ. Dạ, dạ. Cái bữa hôm hên quay được cây mai 8 tỷ ở chợ Long Xuyên đó. Cái mai cũng cái cũng đi không? Bữa nay là nụ nhiều lắm rồi. Mình ở đâu lên anh? Gặp bếch bà. Dạ. Bếch bà. Ở đâu? À, là ở đâu không biết. Đừng chú trả cái cui. Dạ, cái cui quen quen ta, không biết luôn. Là cũng ở Cần Thơ hả anh? Đó, Cần Thơ luôn. Dạ, dạ, ở chung là anh ở Cần Thơ. Ở gốc là miền Tây mà. Dạ, dạ, dạ. Dạ. Đây để em tham quan ơi, vài gốc mai của anh chị coi. Anh lên được mấy ngày rồi? Mới lên từ sáng giờ. Trời, vậy là bữa nay là lên được ngày rồi. Ngày rồi. Bán mai không ha? Giờ bờ giờ hôm nó có bán kiển không? Bán hoa Tết không? Sao? Giờ hôm đó anh có bán thêm hoa Tết không hay chỉ bán mai thôi? Cũng là mai không đó. Dạ dạ dạ. Mấy cây này chắc nhẹ chơi quá ha anh. Dạ, thấy gọn nè. Cây này nhiêu? 7 triệu. À. 7 triệu. Cây mai 7 triệu nụ cũng rất là nhiều. Rồi cảm ơn anh trai nha. Chúc anh mua mai bán đất nha. Bà con có đi chợ ghé ủng hộ cho anh trai. Chào anh. Chào anh. Đoạn này không có kiển. Tắt máy, lỗi lần kia. Nên mình đi ngược mặt trời luôn rồi nè. Rất là đẹp. Ôi, nhiều ủng hộ quá. Chào chị, hello. Lên được mấy ngày chị? Mới hôm qua 2 ngày. Dạ. Thấy tình hình năm nay sao chị? Không bằng năm rồi hả? Yếu hơn ha. Yếu. Năm nay mình lên sớm mình lên trễ hả chị? Trễ chứ. Trễ hả? Vậy là so với năm ngoái là mình lên trễ. Không bằng là không bằng người mua hay là không bằng cái lượng cây trồng ra? Người mua hay gì? Năm nay bà con mình trồng vẫn thọ nhiều không chị? Ít thì đây cũng như vậy nên nó cũng sợ đó. Dạ. Ta sợ dịch bùng ha. Dịch, ha. Cũng không dám trồng nhiều. Nếu mà hàng mà thiếu vậy thì hoa của mình có tăng giá không chị? Nghe nói khúc hàng. Khúc hàng hiện tại giờ dặn họ là một cặp bao nhiêu rồi? Cặp thì mình tùy theo đó. Dạ, ví dụ như cặp này nè. Cỡ này nè. 95. 95.000 một cặp. Dạ. Cái nhỏ là 95. Dạ, 95 em thấy giá cũng im cũng được và dạ, cũng dễ thở. Hai chị chung hả? Bán chung hả? Dạ dạ. Gọi chị nào chủ? Chủ đi về vậy. Chị đi về hả? Còn giám đốc không phải không? Rồi chào hai chị nha. Mấy cái chậu màu cam này chắc cái giá khác hả chị? Này là
60 ngàn một cặp. Dạ. Vậy là giá của màu cam là rẻ hơn màu vàng. Hai chị em là ở Cần Thơ lên luôn hả? Rồi cảm ơn hai chị nha, chúc hai chị mua may bán đắt nha, lên sạch sạch sẽ luôn nha. Ồ, mấy cái mai gọn gọn này chắc vài trăm ngàn hả chị? 200 ngàn chậu. 200 ngàn một chậu. Im. Vì nở hoa cũng chiến lắm á. Người ta chơi mắt hả chị? 200 ngàn ta chơi mắt hả? 200 ngàn chơi mắt rồi. Dạ dạ. Thôi dạng thọ, mấy cái này là vậy là chúng ta cũng sơ sơ biết được giá của dạng thọ trong ngày 22 Tết nha bà con. Thì bắt đầu ngày mai thì là 23 Tết cho lên thì giá có thể biến động nha. Bà con xem thì biết hôm nay thì, nhưng mà ngày mai chưa chắc, có thể lên hoặc là có thể xuống tùy tình hình nữa. Chúng ta cứ cứ đi ra ngoài chợ hoa, chúng ta hỏi thẳng các tiểu thương thì chúng ta sẽ biết rõ tình hình thôi. Ở bên đây là có bán luôn hai bên đường. Ôi cái này cái gì đẹp quá chị. Cây trạng nguyên ha. Cây trạng nguyên mà em nhìn không biết cái gì hết, cái tên nó màu. À, Tết trưng trạng nguyên là con cái là đổ trạng nguyên hết. Khi đổ trạng nguyên. Khi đổ trạng nguyên hả? Trạng nguyên đó là một chậu bao nhiêu hả chị gái? 370 ngàn một chậu trạng nguyên. Một cặp. Một cặp. Mấy nay bước chân tay bị viêm họng mà con. Cứ nói chuyện có gió gió chút là bị ho. Cũng xin lỗi bà con nha, bị ho. Rồi hôm nay mới dí thêm mũi vaccine vào cho người, nên người nó phê. Hoa này mình đâu lên ha chị gái? Của chị ở Bà Bộ là đâu? Cần Thơ mình hả? Dạ. Ở dưới Bà Bộ là đâu em cũng không biết luôn. Em ở An Giang qua. Là ở Cần Thơ mình ha. Dạ. Còn có mình anh chị Bưng à. Rồi cảm ơn chị nha, chào chị nha, chúc chị mua may bán đắt nha. Rồi đối diện của chị bán kiển trạng nguyên thì có bên đây thì bán mai. Quá trà nụ luôn. Mai là dạ vừa ở Long Xuyên ha. Lượng mai ít hơn ở thành phố Long Xuyên. Long Xuyên lên mai nhiều lắm. Mai này đâu lên hả chị? Ở Hậu Giang. Ở Hậu Giang rồi, nãy giờ mới có chị ngoài Cần Thơ nè. Thay đồ lên. Chị lên được mấy ngày rồi? Mới lên hồi sáng giờ. Chị bán mai không ha? À, dạ. Sáng giờ là mấy chục gốc lên đường rồi. Chưa bán được. À, sáng giờ là chưa bán được hả chị? Chưa bán được, tại hôm nay ta lại ta hỏi cho giá không rồi. À, ta đi dò giá ha. Dạ. Giá mình có tốt hơn năm trước không hay là gắt hơn? Giá cũng năm nay thấy mụn mềm. Mềm ha. Dịch không ai kiếm tiền chứ. Dạ, là giá. Mấy triệu chị ha? Giá mai là thấp hơn giá năm ngoái hả chị? 2 triệu ha. Dạ. Thấp hơn năm rồi, nhưng mà năm ngoái thế này tôi 2 triệu 8, 3 triệu. Ví dụ như cái cây tàn này là bao nhiêu? Cái này là 2 triệu. Ồ, 2 triệu cũng to lắm nè, bự nè. Dễ chơi lắm á. Đó. Rồi cây bên đây cũng tương đương luôn ha. Cây này chắc cũng 2 triệu. Mai mình là mai 5 cánh, 7 cánh hay mười mấy cánh chị? Mai này mai vàng phải không? 7, 9, 12. Dạ. Quá đẹp. Rồi cảm ơn chị nha, chúc chị mua mai bán đắt nha. Sạch sành xanh nha, đặng mau mau về Hậu Giang đón giao thừa. Mai chú ơi, mai đẹp nè. Rồi chào chị. Rồi cảm ơn. Anh này ở ngã bảy Phụng Hiệp. Ủa gì có bà con với chị bên đây không? Hai người cùng lên Hậu Giang. Dạ dạ. Thấy lực bán năm nay thì sao anh? Anh bạn nghe điện thoại rồi. Rồi cái giá nó cũng trung bình. Cao mà thấy cái lực mua của khách hàng ở năm nay á cũng chưa thấy ha. Dò giá thôi. Vậy là mai mốt người ta mới ta mua nhiều. Ở 25 trở lên. 25 trở lên người ta mới mua nhiều. Dạ. Yeah. Vậy là chợ hoa hôm nay em đi quay cũng mới lên. Mới lên dạ. Giá mai mình đây là 2,5 triệu. Cây mai 2,5 triệu. Chậm mắc nhất của mình.
Anh giới thiệu cây mai 5 triệu. Là cây gốc mai này là mắc nhất trong gian hàng của anh trai à? Ồ, cây triệu rưỡi cũng bự lắm chứ bộ kìa. Cao ngọng luôn nè bà con ơi, ghé mua đi, có 1 triệu rưỡi à. Nó triệu rưỡi lên á. Thì là ngoài mai này ra là anh có mai 250 triệu nữa, ai có nhu cầu anh mới vận chuyển lên hoặc là anh dẫn đi coi. Hoành là 95. Rồi cảm ơn anh trai nha, chúc anh mua mai bán đắt. Dạ em chào anh. Rồi bây giờ chúng ta tạm chia tay mấy gốc mai, chúng ta sẽ đến với mấy gốc trái hạnh nha, hay gọi là trái tách. Tư ngon rồi rối luôn. Nguyên một khu gian hàng tách. Tách của cô hả cô? Dạ. Bữa nay là có giá bao nhiêu một chậu vậy hả cô? Chậu lớn là 3 triệu một chậu. Dạ. Chậu nhỏ bao nhiêu cô? 2 triệu rưỡi một chậu. Dạ. Vậy là một cặp 6 triệu ở chậu lớn này nè. Còn chậu nhỏ bên đây là rẻ hơn. Hoa giấy luôn, quá trời đẹp luôn. Hoa giấy đẹp lắm nha bà con. Hoa giấy hồng, hoa giấy trắng luôn nè. Quá đẹp luôn rồi. Ủa cái... Cái gốc mà đẹp quá à. Cái gốc này là bao nhiêu cô ơi? Quá đẹp rồi cô ơi. Quá trời luôn, 3 triệu rưỡi ha. Cái gốc uống éo nè. Dạ quá trời đẹp luôn rồi, 5 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi, 5 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi gốc giấy quá đẹp luôn. Dạ. Gốc giấy á. À, cô này ở làng qua Chợ Lách lên. Dạ. Chợ Lách Bến Tre. Cô qua Cần Thơ được mấy ngày rồi? Dạ được một ngày luôn ha. Rồi bữa nay mấy con đi là ai cũng ngày đầu tiên hết trơn. Dạ rồi chúc cô mua mai bán đắt nha, lên lô nào bán sạch lô đó. Dạ về Bến Tre giao thừa sớm luôn. Dạ rồi chào cô, cảm ơn cô. Rồi mấy chậu giấy của cô đẹp. Cái chậu màu trắng là bao nhiêu hả cô? 300 ngàn một chậu, quá đẹp luôn nè. Giá rất là mềm. Đây mình quay cảnh sông nước phía dưới bờ kè cho bà con xem nè. Vài hôm nữa đây thì bên đó người ta bán dưa hấu Tết rất là nhiều, nhưng mà hiện tại thì chưa có lên dưa hấu nha. Chút xíu thì nếu có thời gian thì Bước Chân Miền Tây sẽ chạy qua đó quay cho bà con xem. Ôi con nai hả em trai? Ôi đẹp quá ta, độc lạ độc lạ. Năm ngoái không có, năm nay thấy nè. Này là bao nhiêu một cặp em trai? 8 triệu một cặp. Ôi ơi, rồi để anh giới thiệu luôn cho gian hàng mình có tên không gì hả? Ở dưới quê lên bán hả? Ở đâu? Ở Bến Tre hả? Chợ Lách hay gì? Mấy hôm trước anh quay ở Chợ Lách á, anh quay ở làng qua Chợ Lách á. Ở Chợ Lách là có nhiều kiển độc độc lắm, độc lạ lắm. Đây này, cặp này là cặp nai nè. Bao nhiêu anh quên rồi? 8 triệu một con ha. Một cặp 8 triệu, một con là 4 triệu. Mà thường thì cái này người ta mua một cặp ha. Đúng rồi, Chợ Lách mấy cái này là chùm rồi. Đúng rồi, đây nè. Hình như là bên Chợ Lách là hay làm mấy con thú á, nhiều thú lắm. Anh quay đợt trước là nhiều thú lắm luôn. Dạ chào cô. Dạ. Chúc cô mua mai bán đắt nha. Dạ. Cái này mình gọi là cái gì? Cái hạnh tầng tầng ha. Dạ. 1 2 3 4 5. 5 tầng, cái hạnh tầng. Cái hạnh tầng hả? Một cặp là giá bao nhiêu hả cô? 6 triệu một cặp. Wow, quá đẹp luôn rồi. Đúng là Chợ Lách là mang một cái gì đó phải gọi là độc lạ. Khác biệt.
có những cái con thú hình hài tạo rất là nhiều cho lách. Rồi chia tay cặp này rất là đẹp, mình đi tiếp thôi nha bà con, đi về hướng mặt trời rồi bà con ơi, bị ngược nắng rồi. Xin chào chị gái bán trái cây. Đây, ôi ôi vàng này đẹp nè, năm nào cũng ngay góc cầu này là thấy rất là đẹp ở góc cầu này. Năm ngoái mình có bán đúng vị trí này luôn không anh trai? Không em, mỗi năm em đi đặc biệt lắm nha, gốc ở đây nha, với gốc ở đầu cầu bên kia là rất là đẹp, đặc biệt mấy cái chậu cúc hay là dạng thọ nhìn rất là đẹp luôn, ở dưới chân cầu nè. À, mình quê ở đâu? Em ở nhà đây luôn. À, ở Cần Thơ luôn ha. Rồi bởi vì cốt cụ ở đây rồi chắc thổ địa ở đây luôn rồi. Hàng gì được cái rốc quá trời im rồi. Góc này không ai giành được rồi. Năm nào cũng ngay góc cầu này là rất là đẹp. Màu của cúc mâm soi á, với đó thì màu đỏ nữa kìa, không Trạng Nguyên. Rồi chúc gia đình mình mua mai bán đất nha, lên xô nào hết xô đó nha, lên chậu nào hết chậu đó. Đây chúng ta thấy những cái dòng xe bắt đầu tấp nập về chiều nè bà con, rất là nhộn nhịp. Giờ này là ở đầu trên đó người ta đã đi mua hoa, người ta đi coi hoa đó, gần 6 giờ sẽ càng đông hơn. Bước chân tay tranh thủ đi sớm một tí để sang còn sang qua bên quay bên chợ đêm của Cần Thơ nữa, nên thành ra ngay cái lúc này nó chưa có sung. Đây hình ảnh cái cầu, cầu này là cầu Nhị Kiều. Thôi xin lỗi bà con nói lộn nha, cầu này gọi là cầu Ba Khía, còn gọi là cầu Xô Bít Nghệ Tĩnh, còn cái cầu Nhị Kiều là nằm ở dưới kia kìa. Ở chân miền Tây nói nha, nhầm rồi. Ôi xe giờ này đông quá nè. Ồ, ở khu vực này thì bán mai rất là nhiều. Ôi hello chị gái xinh đẹp bán mai. Mai nãy đâu lên hả chị gái? Ở Hậu Giang hả? Chị lên được mấy ngày rồi? Mới lên bữa hôm nay luôn. Vậy là chợ hoa của mình là ai cũng lên hôm nay là ngày đầu tiên hết. À dạ, rồi chị lên mới lên hôm nay ha. Dạ. Mai ở Hậu Giang nha bà con. Lên được 500 gốc không vậy? Dạ. Là được tất cả bao nhiêu gốc hả chị? Lên mười mấy gốc hả? So với năm ngoái là chị lên nhiều hay là lên ít hơn? Năm ngoái là năm nay là ít hơn mai hơn. Chắc là sợ con Covid đó ha. Rồi chúc chị mua mai bán đắt nha. Lên lô nào là lên gốc mai nào là bán hết. Hết gốc mai đó về Hậu Giang mình đón giao thừa sớm nha chị. Dạ. Yeah. Rồi chào chị luôn. Ủa mười mấy mà sao em thấy nhiều dữ vậy? Cái này vậy hả? Của gì bên đây hả? Vậy là chắc của chị tới đây nè. Của gì này ở đây? Mai tao đã đủ rồi, làm nở mấy ngày Tết mình sẽ nở rất đẹp. Mai này là người ta canh là nở đúng ngày luôn, gần Tết khoảng 28 Tết là người bắt đầu nở. Có những chậu sẽ nở sớm hơn, ví dụ như 25, 26 cũng có luôn. Quá trời nụ, nụ rất là nhiều luôn. Ôi, ở đây có một cây hạnh đã ngã trái màu vàng rồi nè. Hồi nãy là hạnh này là đẹp nè. Kia là trái, kia là xanh. Quá đẹp luôn rồi. Ôi, gốc mai đẹp cái gì? Gốc mai của em nhỏ em trai. Em trai ơi, ở gốc mai của em không? Đẹp quá ta. Ôi, gốc này bự dữ lắm nè. Bạn bự lắm luôn. Mà được người ta buộc dây, người ta bó lại rồi.
nếu mà bung ra thì cái cây này to lắm nè. Rồi mình quay xa xa cho bà con xem nè, có thể nói là đây là cái gốc mai là to nhất nãy giờ luôn rồi đúng không anh Gốc? Nó bơi hoành nè, đây đây, nếu mà ôm qua đây thì khoảng hơn hai găng tay, nó không biết bao nhiêu. Không cho tay sao hết được, làm nó được. Em trai mất nghe điện thoại rồi không nghe mình hỏi em trai coi gốc mai đó bao nhiêu tiền. Ôi, nhìn thấy không? Đó thì gốc nhìn thấy cây mai này có gì đặc biệt không? Việt Nam tôi yêu. Gì? Tự hào Việt Nam. Tự hào Việt Nam là gì? Nói rồi. Nước đâu mai? Nước gì? Nè, chữ ớt nè, con gái Việt Nam. Gốc mai này được uống theo hình bản đồ của nước Việt Nam đó mà con. Hình chữ ớt nè. Lạ luôn. Rồi hình như là mình đến cái khu vực mai khủng của thành phố Cần Thơ luôn rồi đó. Nhiều rốc mai to bự xuất hiện ở khu vực này nè. Dạ. Chú, cây gốc này là bán bao nhiêu chú? Đẹp quá nè. Hoành 80. Dạ. Giá 350 triệu. Mai này ở đâu xuống chú? Ở Cần Thơ City luôn. Dạ, quá trời bự luôn rồi. Ô, cái mai này có tạo dáng đi thi không? Chưa thấy. Dạ. À? Có hình thù gì không chú? Có bộ đế rất đẹp. Bộ đế đẹp ha. Dạ. Đế gì à, đế nội nè. Dạ. Mấy những cái mai giá trị thường thường là những cái mai được đi dự thi hội thi hoa khắp nơi á. Cái mai này là mai vàng hả chú? Mai vàng, mai xù. Dạ, tôi thấy mai xù nè, cái thân xù lắm nè. Cây này là giá bao nhiêu chú? Cây đó giá 290. 290 triệu. Cây mai xù nha. Không, cái mai xù là cái mai có giá trị mà. Đây 290 triệu, mình quay cho bà con xem. Kiếm nãy giờ chưa, cái mai tiền tỷ chợ Long Xuyên hết trơn á. Ờ, chợ Cần Thơ ông ơi, chợ Long Xuyên hoài. Đang đi kiếm cái mai nào mà tiền tỷ chợ Long Xuyên rồi, không khách. Dạ. 4 tỷ, 8 tỷ đi chú. 8 tỷ là ông đó mua 4 tỷ bán là 8 tỷ. Dạ đúng rồi. Dạ. Chú cũng xem cập nhật tin tức cũng đều ha. Dạ, chú cũng coi trên YouTube. Dạ. Cái ghe này của chú hả? Chưa lên mai hả? Cái ghe mai. Ở bên ghe luôn. Bên kia là cái ghe quýt. Ở tách trái hạnh, trái hạnh. Rồi con cảm ơn chào chú nha, chúc chú mua mê bán đất nha. Lên lô nào hết lô đó. Dạ. Thôi bị viêm họng ho hoài luôn. Tới bên kia luôn. Tới bên kia luôn ha. Bên kia cũng có bán hoa vạn thọ nữa kìa. Hẻm 4, hẻm 83 có bán hoa vạn thọ. Ôi đi xe hơi đâu đậu nhiều quá ta. Ôi dãy này là toàn mai không à. Ôi cây mai này nở hoa lên nhiều rồi nè. Đường Hoàng Văn Thụ có cái cảm giác là giống như cái đường mà bờ kè Bùi Viện Danh ở thành phố Long Xuyên đi đến cầu Tôn Đức Thắng đó bà con, cảm giác là như vậy. Có tiền trong đó đó anh Gốc, mở ra có tiền trong đó đó. Mấy gốc mai nè được gắn mấy cái bao lì xì vào, bao lì xì màu đỏ biểu tượng của sự may mắn, năm mới phát tài phát lộc. Mai nào cũng vậy hết. Gốc này cũng đẹp nè. Vườn kiển của Quý Hoàng, tên Quý Hoàng. Trời ơi. Ôi nhìn như là cái bộ râu của ông mấy ông Phước Lộc Thọ ha. Quá trời luôn. Nhìn giống như nguyên cái ổ gắn. Nguyên cái ổ gắn. Mòn mèo, đây nè. Rồi. Cái gì? Nó trên màn lắm, nó cây lạ quá lạ kìa. Đâu? Nó trên màn anh ngồi.
gốc anh phát hiện cái cây gì lạ lạ đâu. Cây gì lạ của anh? Khoai mì hả? Cây khoai mì hả? Trời ơi, có cây cũ luôn hả? Ờ rồi, cái này gọi là siêu độc lạ nha. Cái này đừng nói là con thú phải không em trai? Phải con thú không? Hình có một con thú có hai sừng nè. Rồi cái này là cái trứng của trứng. Cái gì em trai? Hay là cái quả của nó hả? Không, nãy giờ là cây này gọi là độc lạ nhất luôn rồi, từ trước từ đầu clip tới cuối clip rồi nè. Cái này là mình có bán không em trai? Không bán hả? Để chơi thôi. Để chơi hả? Nếu mình bán là có giá bao nhiêu? Không bán luôn hả? Giá để bán luôn. Không bán luôn. À, có người hỏi mua 1 triệu không bán. Mua 100 triệu bán không? Không luôn. Không bán luôn hả? Thôi 200 triệu đi. Bán không? Ồ, cái này giống như là thú ấp trứng phải không? À, mai mình từ đâu lên đó em trai? Hậu Giang hả? Ôi trời, mai rất là đẹp. Rồi, chia tay gian hàng của anh trai có cái góc mì. Bước chân mình tay bị ho rồi. Phía trước có một xe tải, chắc người ta đang xuống kiện. Nãy giờ quay mai rồi kiện chán quá, qua đây quay xanh xanh đỏ đỏ cho đẹp coi. Hello chị gái xinh đẹp. Ôi gian hàng quá đẹp, nãy giờ quay mai quá chán quá. Qua đây cho quay xanh xanh đỏ đỏ vàng vàng tím tím coi. Cho em nhỏ nó mời coi. Năm nay tình hình buôn bán của mình là im không chị? Lắc đầu. Chị lắc đầu. Chưa biết, chưa giờ phút cuối chưa biết. Chưa. À, dạ. Chưa tới giờ sổ số ha. Dạ. Dạ. Mấy ngày nay rồi chị thấy im không? Bà con mình mua im không? Dạ. Cũng mua lai gai ha chị. Dạ. Rồi. Rồi cảm ơn chị nha. Thôi mình trở lại quay kiển. Chiếc xe tải mới xuống biển số 50. Mới xuống dần tách nè. Có nhiều tách luôn. Ôi chào cô. Cô bán mai hả cô? Cô ở đâu lên mai? Ở cái dầu Châu Phú mình hả cô? Cái dầu hả? An Giang hả cô? Rồi sao cùng quê mình kìa. Mấy em ở An Giang ở Châu Thành luôn. Cô lên được mấy ngày rồi? Mới lên bữa nay thôi ha. Dạ. Rồi chúc cô mua mai bán đắt nha. Sạch sẽ luôn. Dạ, sớm về đón giao thừa. Thôi chúng mình mới ngừng máy với mấy cái gốc mai này quá. Mình đi lại lần kia mình quay kìa, lần kia mình thấy nhộn nhịp á. Ui, quá trời quá hồng đẹp luôn. Nay là có giá bao nhiêu một chậu hay chú? Hả? Có giá bao nhiêu một chậu? 150 một chậu, một cặp là 300. Dạ. Đó trời hoa hồng luôn nè. 250 luôn. Dạ. Ai mở hàng 250 là dứt luôn. Chú vui vậy. Rồi chiều mát người ta đi coi mai nè. Rồi có con bé gái ngồi kìa, thấy thương không? Chắc ngồi trong hàng giùm cho ba hay gì nè. Ngồi trong ngóc nè. Chạy luôn rồi. Liếc luôn. Thấy quay phim liếc luôn rồi. Cao hả? Cao chứ mấy người hả? Cây cao hả anh? Bao nhiêu một chậu cao Nhật? 200. 200 ngàn một chậu, một cặp 400 ngàn. Cao Nhật. Dừa. Cây cao Nhật. Cao Nhật hả? Ừ, cây dừa.
Hello hello. Ồ, cái bưởi của anh hả? Bên kia hả? Ồ, cái bưởi vàng. Bưởi diễn à? Bưởi diễn hả? Dạ. Ủa sao nó quấn quấn là sao, là mình ghép vào hả? Ghép từ nhỏ. Ghép cái trái từ lúc nhỏ vào luôn. Dạ. Bưởi diễn. Bưởi diễn Hà Nội. Dạ. Bưởi này muốn ăn nó phải để cho nó teo. Cho nó héo queo, héo rũ mới ăn mới ngon. Bỏ cơm vườn á. Nên cái này là mình bán trái hay là mình bán chậu? Bán chậu. Còn chậu là bao nhiêu? 7 triệu à. 7 triệu hả? Còn tôi nhớ ông máy tôi đi cái gì? Ồ, mới thấy nè, ông này bán đào nữa nè. Sao đào chăm cho nó ra lông hay đó. Ôi, đào Hà Nội luôn anh. Trời ơi, nãy giờ mới thấy nè, đặc biệt luôn nè. Đào Hà Nội luôn, nguyên vàng luôn, một chậu là bao nhiêu anh trai? Chậu là 1,2 triệu. 1,2 triệu một chậu. Hoa anh đào. Hoa đào, đào gì? Hoa đào. Hoa đào hả? Hoa đào. Không phải hoa anh đào hả? Hoa đào. Mùa xuân sang có hoa anh đào. Mùa thu sang cũng có hoa đào anh. Đây có cây này đẹp nè bà con. Cái thơm. Đây, cái này là vàng dâu. Cái gì? Đó là con là cây hành cẩm thạch. Đúng là cẩm thạch luôn. Cây hành cẩm thạch hả? Cái này mình lai ha. Dạ. Mình lai hay là giống nó gì vậy? Giống nó vậy. Giống nó vậy luôn. Còn cái trái là nó chín nó có vàng không? Nó chín nó màu như thế nào? Gì đó, vậy đó. Vậy hoài nó hả? Dạ. Cái chín nè. Bao nhiêu một chậu? 600. Chín cái vàng đẹp không? Ồ quá độc lạ ha. Đây là gian hành nhất là chợ. Rồi, cảm nhập Hà Nội. À, dạ. Rồi cảm ơn gian hàng Hà Nội của anh trai rất là nhiều. Đây đây nè, biển của đây nè. Nho thân gỗ. Nho gì? Nho thân gỗ. Nho thân gỗ nhìn giống như trái sung quá vậy. Là một chậu bao nhiêu anh? Nho thân gỗ 2 triệu. 2 triệu một chậu. 2 triệu. Nhìn giống cây sung ha. Trái gì? Trái nho hay gì? À. Đây trái nho nó chín là nó ra như vậy nè bà con. Đó. Thấy không? Còn cái trái nó mọc ra từ cái thân cây nè. Đó, nó mọc ra từ cái thân cây nhỏ nhỏ như này, cái trái này. Này nó chín này nha bà con. Qua là đối diện với Tắc Cà Phê. Tắc Cà Phê. Địa chỉ là Nguyễn Văn Linh hả? Ở đây 149 Quận Thủ. 149 Hoàng Nhân Thụ. Địa chỉ của anh trai. Nè, bữa diễn nè. Rồi cảm ơn anh trai nhiều nha. Chúc anh mua mày bán đất nha. Cảm ơn. Quá trời luôn kìa. Ta đang lựa mai. Ồ, đến đây có 2-3 cây cầu luôn kìa. Hello anh đẹp trai. Bên đó vẫn còn bán kiện nữa nha bà con. Và đoạn đường này cũng vậy luôn nè. Đường Quỳnh Cương. Bên kia cũng có một dãy luôn. Thôi có lẽ thì clip của Bước Chân Miền Tây đến đây tạm dừng. Bị ho hoài à. Xin lỗi bà con nha. Bị đi do Bước Chân Miền Tây đi quá đi rồi. Đi sớm về khuya. Rất là nhiều ngày nó không đi hết nhưng bị viêm họng rồi. Rồi cảm ơn bà con cô bác đã xem. Nhớ like bình luận, đăng ký kênh ủng hộ cho Bức Tranh Miền Tây nha. Cảm ơn bà con, hẹn gặp lại bà con ở những tập tiếp theo. Bye bye bà con.